Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người, đó là đồ chơi mô hình mọi người, cơ thể người mọi người. Đây mọi người, đồ chơi mô hình cơ thể người mọi người, để khớp nam nữ mọi người. Này hàng của nước ngoài, cái này giá khoảng 100.000, cái 200 giá khoảng là 196 mà 196 578 rồi. Thì có xài mấy cái shop bị xu cho nên giảm được mấy ngàn gì đó. Chứ cái này còn có chín mấy ngàn, mấy hơn tám mấy gì đó, sao có 100.000 rồi. Mua này chủ yếu là để giống như kiểu vẽ cơ thể người đúng rồi, kiểu mấy cái tư thế, mấy cái tạo dáng này kia đúng rồi, nhìn nó dễ hình dung, dễ dễ hơn. Thì tưởng tượng hồi kia mới tư thế đó cái để nó đứng được dễ rồi, có mấy khớp tay rồi biết đứng được không biết. Khớp này sẽ đứng được cái dễ hơn, con này tặng thêm khớp cổ tay cái chân này. Con này nam người đó lên nữa. Cái đầu này. Tặng hai mấy cái chân này. Có đúng không? Vì của tôi tới đây là hết mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.